của đài truyền hình SBT. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Thanh xuân của đài truyền hình SBTN Texas xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 là tất cả các Phật tử tề tụ về chùa. Trước là để cúng dường chư Tăng, chư Phật, và sau đó là để nhờ uy lực của Đức Phật để chúng ta có thể cầu nguyện cho cha mẹ còn sống hiện thời được an nhàn, được hạnh phúc, và bên cạnh đó chúng ta có thể là cầu siêu cho cha mẹ đã quá vãng được về cõi siêu thoát. Và bây giờ Thanh Xuân đang có mặt tại chùa Đạo Quang, thành phố Garland, Texas, để gửi đến quý vị những hình ảnh của ngày lễ Vu Lan. Thưa quý khán giả, và bây giờ là hình ảnh những chư Phật tử đã tề tụ đông đủ trai tăng. Hôm nay tại đạo tràng chùa Đạo Quang được tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, toàn thể Phật tử tụ con quy tụ về đây để tiếp lễ trai tăng cũng dường lên chư đại đức tăng niên. Kính thưa quý vị thiện nam tín nữ, con nghĩ cùng và lặp lại theo tôi: Nam mô ta sa ca ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa ca ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa. Nam mô. Quý vị tới khách hàng ngay chỗ đạo hữu luôn đây. Tăng ni và hòa quan thì chào mừng thân thương nhất các Phật tử hiện. Kính thưa hòa thượng tăng thống, kính thưa hòa thượng, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, hôm nay là ngày chủ nhật 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, tức tháng 7 năm Nhâm Dần Phật lịch 2566. Chùa Đạo Quang, trung tâm Phật giáo Thiền học hải ngoại, xin được hân hạnh cung nghênh quý hòa thượng tăng thống, quý chư hòa thượng, chư đại đức cùng các chư tăng ni từ các nơi về đây để cùng cử hành đại lễ Vu Lan năm Nhâm Dần, và cũng để hướng dẫn tinh thần đạo giáo cho Phật tử chùa Đạo Quang chúng con. Chúng con cầu xin chư Phật gia hộ cho quý chư tăng pháp thể an khang để hướng dẫn đạo pháp chúng con. Kính chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử, lễ Vu Lan trở thành ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mọi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn tinh dưỡng của cha mẹ và làm những việc hiếu nghĩa để thiện hiến
tình cảm lòng biết ơn. Đại lễ Vu Lan là đại lễ gieo trồng phước báo, cầu an lành cho phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền được tăng long phước thọ, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, thoát thế phù mẫu, đa sanh phù mẫu, vãng sanh là cảnh. Thank you.
Thank you.
mùa thu. Mùa thu ấy cũng gợi lại cho chúng ta nhớ lại sự kiện Chư Tôn Đức Tăng đã từng viếng thăm Thầy Tịnh Đức. Lúc Ngài ẩn tu trong phủ Vân An, Thầy Tịnh Đức của chúng ta rất hạnh phúc diễn tả lại sự kiện ấy qua dòng thư Chư Tăng viết phủ Vân An. Ta hội đang trình bày để tưởng nhớ Thầy trong mùa thu lan đầu tiên.
để giới thiệu chương trình tiếp theo. Dạ, và bây giờ con xin mời Ngài Tăng Thống pháp dẫn ban đạo từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn tăng già, kính thưa thầy trụ trì, tháng bảy lại về mở đầu trước mùa vũ đan báo hiếu. Hàng triệu người có hiếu thảo trên khắp thế giới, nhất là Việt Nam và Á Châu, tưởng về đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni để cúng dường và tưởng niệm, để cảm ơn thân thành dường dục phù lão của cha mẹ. Khi nào mà những người con hiếu thuận nhớ đến công ơn của cha mẹ, lúc đó mới có thể tìm cách đền đáp lại công ơn đó. Cho nên người con tự thường nhớ thân thành dường dục phù lão, tình thấm nghĩa trọng lẽ nào giáo quy. Đức Thế Tôn dạy trên thế gian này có hai hàng người khó có thể đền đáp được công ơn, đó là cha với mẹ. Bất cứ ai đến đời này cũng đều được cha mẹ sinh ra. Cha mẹ sinh ra, cha mẹ chịu khổ sở, mang nặng, sinh đau, nuôi con khó nhọc, đêm ngày thức với con cái, cho con ngủ lòng sữa mẹ và chăm sóc con cái, lên phước mẹ nằm bên lão con lắm. Và những miếng ăn ngon ngọt được cha mẹ cho con, lão cùng dưỡng rất sạch sẽ khi sinh cho con hết. Đôi khi cha mẹ cũng phải làm một cái gì đó vì thương con mà phạm giới, ví dụ như sát sanh để cho con có những món ăn ngon ngọt. Cho nên công ơn của cha mẹ quá to lớn, để nổi mà tung kinh Đức Phật dạy rằng, nếu một người sinh ra đời mà chỉ nói đến cái công ơn cha mẹ thôi đó, nói suốt đời cũng chưa hết được. Công ơn to lớn đến độ Đức Phật dạy, một vai cộng cha, một vai cộng mẹ, suốt đời như vậy chưa có thể đạt được gì. Đức Phật ca ngợi cha mẹ là trời phàm thiên, là thầy trước nhất, là tiên ban đầu, cha mẹ là bậc đảm cho con cái lễ bái cúng dường. Quý vị biết trời phàm thiên, nói về Phật giáo, trời phàm thiên là vì trời trong sạch, thiền rất là nhiều, có hào quang tươi sáng, gọi đó sáng đẹp nhất trong các cõi trời. Mà Đức Phật ví cha mẹ như là các phàm thiên. Và chúng kính Đức Phật dạy rằng, nếu gia đình nào đó mà có người biết lễ bái cha mẹ, biết cúng dường y phục cơm nước nhà ở quốc cho mình đến cho cha mẹ, thì cái gia đình đó ngang hàng với cõi trời phàm thiên. Cho nên cái mà có hiếu rất là phước báo, không có hiếu rất là tội. Bởi vì mình mang ơn thì mình phải cố gắng làm sao thể hiện được cái tinh thần hiếu thuận. Mà chỉ có Đức Phật ngày dạy chúng ta biết công ơn cha mẹ quá to lớn như vậy. Dù cho ai làm lớn tới đâu cũng phải học cha mẹ đầu tiên này. Cha mẹ gạch cho mình lời ăn tiệm nói đi đứng nằm ngồi, rồi hướng dẫn cho con cái học hành, khi lớn lên hướng dẫn con cái lập gia đình vân vân. Nhiều nhà văn nhà thơ nói rằng vòng tay của mẹ là thiên đàng của trẻ thơ, nhưng thầy không đồng ý. Vòng tay của mẹ là thiên đàng tròn đời của con cái. Bây giờ quý vị thấy, khi nào mà quý vị có cái gì vui cũng là ngã vào lòng bàn tay của cha mẹ, có cái gì buồn khổ đau cũng ngã vào lòng bàn tay cha mẹ. Cho nên vòng tay của cha mẹ chính là thiên đàng của con cái. Cái vòng tay này thể hiện tình thương, đây là chất liệu nuôi dưỡng trưởng thành cho con người sau này. Cho nên chúng ta
thấy rằng mình nhớ ơn cha mẹ. Nhưng mà làm sao mà chúng ta quên được? Trời phàm thiên theo người Bà La Môn đó là Thượng Đế. Thượng Đế là quán niệm của người Bà La Môn là sinh ra muôn loài vạn vật. Vì cha mẹ mình có sinh ra mình không? Cha mẹ mình sinh ra mình mới lớn lên, hướng dẫn cho mình, dạy dỗ cho mình đủ hết để mình trở thành con người. Đó. Và quý vị thấy bây giờ làm sao mình quên được? Bây giờ chúng ta ngồi đây, còn cha còn mẹ, hay không còn cha còn mẹ, dòng máu ấy vẫn còn tuôn chảy trong tim ta, vẫn còn quấn quật trong thân ta, đốt xương của chúng ta là đốt xương của cha mẹ truyền lại, tinh thần, tình thương yêu, rồng bao la, tất cả đều là cha mẹ truyền lại cho chúng ta. Cha mẹ mất rồi nhưng mà ở trong thân mình, cho nên mình nhớ hoài. Mà nhớ hoài thì chúng ta, nếu mà cha mẹ con sống thì chúng ta phải tìm cách đền ơn. Đền ơn như thế nào? Chúng ta về mặt vật chất, chúng ta phải cúng dường cha mẹ. Thì quý vị thấy, Đức Phật dạy trời phàm thiên, rồi vì thầy được nhất, rồi vì tiên hồ mạng. Quý vị cứ hay nói rằng là mà có là có âm hồn, mà có là trung thất huyền, trung kiếm huyền nữ, hay là có là quân thánh, mà thật ra cha mẹ mình là cái vị thần hồn mạng đầu tiên cuộc đời của mình. Bây giờ quý vị ngồi đây mà nói cầu nguyện ông thổ địa, hay là cầu nguyện cái vị nào mà gọi là thần hồn mạng cho mình, con muốn uống nước gọi cho, mấy vị đâu cho, con muốn ăn bánh đâu có không, mà mình ở với cha mẹ mình cứ uống nước là có liền, sữa là có liền, cơm là có liền, bánh là có liền, cho nên cái cuộc sống của mình lúc đầu chúng ta từ nhỏ đến lớn đều nương tựa vào lòng mẹ, mà cha mẹ luôn luôn là làm cho con người có cái của các ngài luôn luôn là vươn lên. Nên vậy trong kinh nói là mẹ hiền còn sống là mặt trắng sáng tỏ, khi mà con cái mẹ là rất là sung sướng. Mẹ là lối đến thiên đàng, thương ai mẹ hơn cho bằng thương con. Cha mẹ bao giờ khuyên con làm mày mà luôn luôn nâng đỡ, sinh ra rồi rồi nâng đỡ, rồi dạy dỗ hướng dẫn. Khi mà con trở thành gia thất rồi, cha mẹ vẫn là cánh cánh bên lòng mình. Đó. Ai cũng là giàu già trẻ lớn bé, khi mà còn sống đều nhớ đến cha mẹ, không có ai quên. Núi cao thì lắm núi ơi, núi che mặt trời không thấy mẹ tốt. Lúc nào dầu có là trẻ già gì cũng thương cha mẹ. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tinh thần đó là tinh thần do Đức Phật truyền lại. Tôi nói Đức Thế Tôn á là thầy của trời người, là cha lành chúng bốn loài. Ngày ngày chúng ta những gì đều là làm cho chúng ta vươn lên, là để chúng ta trưởng thành, là để chúng ta thành tựu tốt đẹp, bước vào trong cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta vâng lời Phật dạy, khi cha mẹ còn ở đời chúng ta phải cúng dường cha mẹ, y phục, cơm nước, nhà ở, quốc gia bình, làm những công việc nằm dọc thay thế cho cha mẹ, làm cho cha mẹ được danh hơn tiếng tốt. Nếu cha mẹ có để lại cái gì cho mình, cái của cha mẹ để lại, thì mình nên dùng cái của đó để làm bước hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hoặc là cha mẹ còn sống thì dùng của cái đó để phụng dưỡng cha mẹ, còn dư ra cho con cháu ăn học đàng hoàng, làm phước hồi hướng cho cha mẹ. Chứ nhiều Phật tử nói rằng khi con còn nhỏ, bận học hành, bận làm ăn, lập gia đình rồi mệt nhọc khó khăn lắm, cho không để ý cha mẹ, bây giờ trong lòng hối hận, nghĩ để là khóc. Trong Phật giáo đừng có cái gì ân hận hết. Ân hận có hạnh phúc, ân hận là phiền não. Mình sám hối với con lúc đó con còn nhỏ, con bần rồi làm ăn khó khăn, cho nên con cùng dưỡng được cha mẹ, bây giờ cha mẹ mất rồi, con nguyện tu tập, con nguyện quy y Tam Bảo, con nguyện nhìn dưỡng vũ giới, con nguyện tham thiền niệm Phật,
có quyền làm phước để con hồi hướng cho cha mẹ. Thì như vậy đó, quý vị thấy mình khỏi cái buồn phiền và ân hận kia. Khi nào mà làm cái gì mà mình làm cho mình vui vẻ, trống sạch là mình có phước báo. Cái người con có hiếu đó là được nhiều phước báo, được nhiều hạnh phúc nhất. Trong kinh hạnh phúc quý vị đọc hàng tuần đó, một nét hành cùng sự mẹ, hai nét hành cùng sự cha, ba tiếp đồ vợ chồng có cái, bốn làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Thành ra là cái điều mà cô hiếu với cha mẹ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hạnh kiên, cảm thấy là mình đã có một phần nào giúp ơn cha mẹ để mà tìm cách đền ơn cha mẹ. Trong kinh Pháp Cú quý vị nhớ câu này này: vui thay kính dưỡng mẹ, vui thay kính dưỡng cha, vui thay kính dưỡng thầy tổ, vui thay kính dưỡng thánh hiền. Chúng người còn biết ơn này. Bây giờ chúng ta phải biết ơn cha, biết ơn mẹ, biết ơn thầy tổ. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Trụ Trì đã viết kịch rồi, nhưng mà Ngài để lại những gì cho chúng ta, ta có nhớ ơn không? Nhớ ơn thì phải đi chùa đầy đủ, nghe kinh thuyết pháp, tụng kinh niệm Phật. Mà trước thì là để tu tập cho mình sáu hồi hướng công đức đến cho giác linh của Hòa Thượng Hộ Sư của mình được mau đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Rồi mình còn phụng dưỡng các bậc thánh nhân, trong đó có các vị A La Hán, có các cái vị Bồ Tát, và nhất là đức Phật chánh đẳng chánh giác. Nếu mà chúng ta không có đức Phật ra đời, chúng ta không biết hiếu thuận là gì hết, chúng ta không biết cuộc đời như thế nào cả. Nhờ ra đời mà Ngài tu thành đạo, Ngài mà cho ta biết cuộc đời là khổ. Nguyên nhân của khổ là tham lam sân hận si mê, nhưng không có đi qua nghĩa thế, có thể dập tắt sự khổ đau để được an lạc niết bàn. Đó là thực hành con đường Bát Thái Đạo, nói tóm là giới định về đời sống đạo đức và sống trong cái sự chánh niệm tỉnh giác đó. Cho nên khi chúng ta thấy rằng là giới định về quan trọng, phát huy được trí huệ, thấy rõ rằng cuộc đời là vô thường. Tại vì quý vị thấy không, mỗi cái buổi lễ nào mà thầy ra đây, thầy đều tán dương công đức Hòa Thượng Trụ Trì, tổ chức vui vẻ lắm, như lễ hội nào cũng vui vẻ, đại đạt như vậy. Nhưng mà rụng một cái cuộc đời nó vô thường, mà sinh ra là thầy phải ra đi, cuộc đời là vô thường. Cho nên mình biết như vậy, bây giờ mình nhớ đến ơn thầy tổ của mình, kinh tận tu hành, đi chùa siêng năng, đi đông đảo, vui vẻ, học kinh rồi, cùng kính rồi, cố gắng nghe pháp ôn lại lời dạy của Đức Phật, xong hồi hướng cho thầy tổ, hồi hướng cha mẹ, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cho nên trong Phật giáo đó, không phải là chúng ta là người phàm như thế này mà chúng ta phải báo hiếu đâu. Quý vị coi nghe, trong cái tàng kinh Chư Hán đó, nói Ngài một chiên liếc là thánh, mà quý vị biết Ngài là bay lên trời, bay xuống biển, Ngài đâu được hết, mà nói là Ngài một cái nương theo cái sự mà cúng dường lòng phước trái văn để chứng tâm, để trong đó có bậc thánh tăng để mà hồi hướng công đức cho mẹ và phụ. Khi đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy bậc thánh. Thứ hai nữa đó là Ngài Xả Lợi Phất là một cái bậc tu hành hết sức là cao quý. Ngài giống như là thánh thống thời Đức Phật vậy, nhưng mà Ngài biết cái cách để đền đáp công ơn mẹ sinh ra Ngài. Mà mẹ Ngài thì tin Bà La Môn thôi, không có tin ông Yên đi chùa rất là nhiều. Tại vì hỏi chùa thầy sẽ biết số mấy nè, số 14 là mấy người cụ già 80, 85 đều đi tới chùa kia. Hoặc là đi metro nói là sao tôi đồ bánh xe, rồi là tới sao tôi đồ bánh xe thì dương chúa là đi vô chùa. Còn ở bên đấy á, mà cha mẹ già rồi nó cũng lại xe mới được, thì có đi riêng. Và có nhiều lúc thầy thầy mà rất là thương. Có nhiều người có chợ báo để chùa của thầy Liên Hoa ở Ơ Vi, xong đi đâu mất, làm lễ sống rồi mẹ ăn rồi cha ăn rồi ngồi chờ, rồi đi ra ngoài sân, đi ra mà hô ra để chờ cái con để chờ mình đi về. Mà trời này nắng thế này mà ngồi ghế đá nó bà vô nhà ngồi thì tìm hỏi cái cháu nó vô nhà đậu mình chứ, mình nuôi nó bao nhiêu năm mà bây giờ mà Đại lễ Vu Lan hôm nay một cái bà có một quý vị ở trong nước và hạnh ngoài xin được tai qua nặng
tập bị tiêu trừ, căn an ổ, thân tâm thường an lạc, hoàn sự đạt được và nhất định luôn luôn tinh tấn để được đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin kính viên mình đánh lễ Hòa Thượng Thanh Thống Thích Thâm Nhẫn đã ban dấu từ quý báo đến cho toàn thể chư Phật tử Chùa Đạo Quang. Ngài con xin thành kính viên mình đánh lễ Ngài. Bây giờ đến tụng kinh, và bây giờ đến lúc là kêu tăng cái tụng kinh phúc chúc cho Phật tử nha. Phật tử mở trang số 170. Chưa tam bảo ngôi linh tối thượng, đèn cầm hương tấm nguyện kỷ thành, cờ cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần hướng thiên. Mãi tấn hoa trên đường thiền nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vui. Liên hoa nở khắp biển từ trần xa vô nhiễm, hóa đoàn liền. Cuối đầu đành lệ đấng Tư Tôn Phật chánh kiến trì đáng cung dường. Con nguyện thân thân chúa thanh tịnh.